Đẩy giá smartphone lên tới cả nghìn đô la Mỹ một chiếc, Apple và các hãng Android đang làm thế nào để bán được chúng? Dù cùng bán những chiếc smartphone giá hàng nghìn đô la Mỹ, nhưng Apple và thế giới Android lại đang chọn cách làm trái ngược nhau. Làm thế nào để thuyết phục được người dùng bỏ ra số tiền tới cả nghìn đô la Mỹ cho việc nâng cấp một chiếc smartphone flagship? Câu hỏi này lại càng hóc búa hơn khi mà thị trường smartphone đang ngày càng đi đến điểm bão hòa và chênh lệch giữa một chiếc điện thoại tầm trung và một chiếc flagship đang ngày càng thu hẹp lại. Cùng để trả lời câu hỏi đó, nhưng Apple và thế giới Android lại chọn các cách tiếp cận rất khác nhau. Apple tập trung cho thiết bị đeo. Đối với Apple, họ gần như không có nhiều nâng cấp cho dòng iPhone của mình. Trong các thế hệ iPhone gần đây, nâng cấp đáng kể nhất chính là dòng iPhone 11 Pro với 3 camera sau. Thay vào đó, họ lại dành nhiều sức lực cho việc tập trung nâng cấp các thiết bị đeo như là AirPods hay Apple Watch. AirPods được bổ sung phiên bản mới, giá rẻ hơn. Ra mắt phiên bản AirPods Pro với khả năng chống ồn. Apple Watch được bổ sung thêm nhiều tính năng chăm sóc sức khỏe hơn, màn hình thì được bổ sung phiên bản lớn hơn, đẹp hơn. Không những thế, những chiếc Apple Watch thường được xuất hiện trong cùng sự kiện iPhone mới với những câu chuyện về lợi ích sức khỏe khi đeo chiếc đồng hồ thông minh này. Các nâng cấp này không chỉ giúp gia tăng doanh số thiết bị đeo mà hơn hết còn để giữ chặt chân người dùng ở lại trong hệ sinh thái Apple nhờ vào sự gắn kết chặt chẽ giữa các thiết bị này với nhau. Và quan trọng hơn cả, các nâng cấp này còn để hấp dẫn người dùng mới, những người chưa từng dùng iPhone. Và một khi đã sở hữu những thiết bị đeo này, người dùng sẽ khao khát sở hữu cho mình một chiếc iPhone mới để tận dụng hết được lợi thế phần cứng trong hệ sinh thái Apple. Chính nhờ vào sự gắn kết giữa người dùng với hệ sinh thái bao gồm cả phần cứng, phần mềm và dịch vụ của Apple, quả táo, chẳng vội vàng gì nâng cấp lớn tính năng cho iPhone. Dù chỉ cần bổ sung thêm một camera sau cho iPhone 11 Pro, một tính năng đã quá độ quen thuộc trong thế giới Android, thì Apple vẫn sẽ tạo nên một cơn sốt nâng cấp đối với người dùng iPhone. Thậm chí Apple còn chẳng cần bổ sung thêm tính năng mới mà chỉ cần hạ giá chúng xuống là đã tạo nên các cơn sốt nâng cấp máy của người dùng. Đây chính là trường hợp đã xảy đến đối với iPhone XR, iPhone 11 và mới đây là iPhone SE, khi mà những thiết bị này thậm chí vẫn còn dùng màn hình LCD và chỉ có một camera. Flagship Android khai thác các tính năng độc đáo trên smartphone. Không cạnh tranh được với Apple trên thị trường thiết bị đeo mà cũng không tạo được hệ sinh thái riêng của mình, các nhà sản xuất Android đang chọn một cách tiếp cận khác đa dạng hơn. Thay vì chỉ mang đến cho người dùng các flagship với những nâng cấp về cấu hình, thì họ còn bổ sung liên tục các tính năng độc đáo để hấp dẫn người dùng khi nâng cấp thiết bị mới. Samsung có cảm biến camera 3D TOF trên Galaxy Note 10 Plus để tăng cường khả năng dựng hình 3D cũng như chụp ảnh xóa phông. Zoom lens 100x trên Galaxy S20 Ultra. Không chịu kém cạnh, OnePlus 8 và 8 Pro còn mang đến khả năng chụp được cả hồng ngoại nhằm tạo ra các bức ảnh với hiệu ứng đặc biệt. Còn với Google Pixel 4, vốn đã quá nổi tiếng vì chất lượng camera, thì lại trang bị cả tính năng điều khiển bằng cử chỉ chuyển động Motion Sense để tạo điểm nhấn. Cũng tạo điểm nhấn ở camera, nhưng mà Huawei Mate 30 còn trang bị khả năng quay siêu chậm 7680fps, giúp ghi lại những khoảnh khắc thú vị như là bật một tia lửa hay nhỏ một giọt nước. Xiaomi, dù cho chẳng có được nâng cấp nào lớn về tính năng nhưng mà lại giới thiệu chiếc điện thoại Mi Mix Alpha, thiết bị với màn hình cảm ứng bao quanh. Dù chưa bán ra nhưng thiết bị này thực sự đã tạo nên được tiếng vang trên toàn cầu. Trên hết, các hãng như Samsung còn có một vũ khí khác, đó là công nghệ màn hình gập. Dù cho Huawei và các đối thủ khác cũng đã giới thiệu các thiết bị màn hình gập khác nhau, nhưng Samsung cho thấy họ mới là người kiên trì nhất đối với loại công nghệ này. Không chỉ ra mắt đến hai thiết bị với thiết kế khác nhau, Samsung còn tăng cường công nghệ kính cường lực để những thiết bị mỏng manh này trở nên bền bỉ và sang trọng hơn. Cho dù vậy, sau tất cả, thì cách tiếp cận dựa trên cách khai thác tính năng độc đáo của thế giới Android dường như vẫn chưa mang lại hiệu quả như là mong muốn. Báo cáo về thị trường smartphone quý 4 2019 cho thấy 5 smartphone bán chạy nhất trong quý đều là các iPhone của Apple. Góp mặt trong số đó còn có cả iPhone 11 Pro và 11 Pro Max, những thiết bị cao cấp. Trong khi đó, thế giới Android chỉ góp mặt trong bảng xếp hạng này bằng các thiết bị giá rẻ hoặc tầm trung thay vì các thiết bị cao cấp. Có lẽ đã đến lúc mà các hãng Android nên học tập Apple trong việc tạo ra một hệ sinh thái thiết bị gắn bó chặt chẽ với nhau nếu như muốn thúc đẩy hơn nữa doanh số của các flagship. Nguyễn Hải, Trí Đức Trẻ, Đông Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Thiết kế website trọn gói chỉ từ 1.800.000 đồng, tặng hosting và tên miền miễn phí 1 năm, thiết kế logo theo yêu cầu từ chỉ với 300.000 đồng.
Đăng tin bán bất động sản lên 100 website nhà đất hàng đầu Việt Nam với chỉ 300.000 đồng tại các trang bấtđộngsản.com.vn, Chợ Tốt, Mua Bán.net, 5giây.com, VOZ Forum. Liên hệ Zalo 0978106552, thiết kế webchuyền.com hoặc thông tin chi tiết trong phần mô tả dưới video này. Việt Nam có Vinbus, nay lại thêm Mercedes-Benz, ước mơ về những thành phố xanh không còn xa. Theo thông báo mới nhất đăng tải trên trang web của tập đoàn Daimler, công ty ô tô Trường Hải Thaco chính thức trở thành nhà phân phối dòng xe bus của Daimler tại thị trường Việt Nam. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 6 2020, Thaco trở thành nhà phân phối.